Xin chào mừng tất cả các anh chị, xin chào mừng tất cả các bạn. Chúng ta đến với phần 2 của kỹ năng thuyết trình. Vẫn với cái mục tiêu đó là trang bị cho các anh chị, trang bị cho học viên những cái kiến thức cơ bản về thuyết trình. Thứ hai là giúp học viên biết cách trình bày một vấn đề cụ thể. Và cái thứ ba là giúp học viên tự tin khi nói đứng trước đám đông. Với ba cái mục tiêu như vậy thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn chúng ta là những cái thông tin, những cái nội dung, những kiến thức để giúp chúng ta sẽ trở thành một người. Cái đối phần 2 này thì chúng ta sẽ đi qua hai cái nội dung lớn tiếp theo, đó là nội dung thứ 3 và nội dung thứ 4. Nội dung thứ 3 là có cái nội dung là tiến hành thuyết trình, và thứ 4 là vận dụng các kỹ năng trong thuyết trình. Với phần 3 thì chúng ta sẽ trình bày nội dung bài thuyết trình và đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả. Và phần thứ 4 là các kỹ năng nói, kỹ năng về ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng nghe và kỹ năng thuyết phục. Chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên của phần 3 lớn, đó là trình bày nội dung bài thuyết trình. Thế thì trong phần nội dung trình bày thuyết trình thì trong cái phần 1 ấy thì chúng tôi đã chia sẻ với các bạn là phần mở đầu, phần thân bài và phần kết luận chúng ta phải tiếp cận như thế nào. Và trong cái phần 2 này thì với cái trình bày nội dung bài thuyết trình thì tôi sẽ chia sẻ một cách nó cụ thể hơn. Phần trình bày, phần mở đầu thì bài thuyết trình cần phải gây ấn tượng mạnh mẽ và thuyết phục khán giả. Đấy, như tôi đã nói trong cái lần trước, chúng ta phải chào những người tham dự và giới thiệu bản thân. Đấy, rồi là đưa ra cấu trúc bài thuyết trình và thông báo thời gian của bài thuyết trình. Đấy, thì một trong những cái mà chúng ta thấy rất đơn giản thôi, nhưng mà tuy nhiên khi mà vận dụng vào cụ thể thì nó không hề đơn giản chút nào. Đòi hỏi chúng ta phải đưa ra được những thông tin mà nó cụ thể hơn. Và trong phần 2 này thì là nó là những kỹ năng thì đòi hỏi các bạn chúng ta phải có cái tư cách nó cụ thể hơn, và nó sẽ dễ dàng làm cho thính giả người ta lắng nghe hơn. Ví dụ như là khi mở đầu một bài thuyết trình thì bao giờ chúng ta cũng phải chào và giới thiệu họ và tên. Đấy. Ví dụ như là xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Hà. Tôi đến đây để chia sẻ cùng với các bạn một cái chủ đề về kỹ năng thuyết trình. Và trong cái nội dung trình bày của tôi về kỹ năng thuyết trình thì tôi trình bày cho chúng ta bốn cái nội dung. Nội dung đầu tiên đó là thuyết trình là gì. Nội dung thứ hai đó là chuẩn bị thuyết trình. Nội dung thứ ba đó là trình bày thuyết trình. Và nội dung thứ tư đó là kỹ năng về thuyết trình. Ở trong bốn cái nội dung tôi muốn chia sẻ cho các anh chị, tôi sẽ giới hạn cái phần thời gian tôi trình bày, đó là trong 1 tiếng 30 phút. Sau khi tôi trình bày xong thì tôi sẽ dành cho các anh chị chúng ta khoảng thời gian 15 phút để chúng ta có thể hỏi đáp, để chúng ta có thể là giao lưu với nhau. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta đã đến đây để cùng tôi chia sẻ một chuyên đề về kỹ năng thuyết trình. Và chúc cho các anh chị chúng ta có được một cái khối lượng kiến thức bổ ích giúp chúng ta sẽ trở thành một người thuyết trình viên trong nổi tiếng trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Đấy, thì đó là một trong những cái mà cách tiếp cận mở đầu để cho chúng ta thấy là nên có được một cái sự tiếp cận một cách bài bản, một cái sự khống chế về mặt thời gian, và đặc biệt là chúng ta phải tạo ra một cái hiệu ứng và cảm, một truyền một cái cảm hứng để cho người nghe người ta thấy rằng là đấy, cái nội dung ấy hết sức là cần thiết, và làm cho chúng ta cảm thấy là gì ạ, người ta sẽ có dễ có cái tiếp cận hơn, đúng không ạ? Thì đấy là cái phần trình bày, phần mở đầu thì chúng ta cũng nên lưu ý. Đấy, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa là chúng ta nên lưu ý giới thiệu về họ tên của mình, đúng không ạ? Họ tên của mình, đúng không ạ? Cái thứ hai là đưa ra cấu trúc bản thuyết trình để người ta được biết, và cái khống chế về thời gian. Đấy là phần mở đầu. Cái phần thân bài thì khi phần mở đầu chúng ta đã được đưa ra, thính giả đã được tiếp cận, thì chúng ta thấy rằng là với những nội dung mà phần chúng ta đã khống chế tổng quát ở trong phần mở đầu ấy, thì cái phần thân bài thì chúng ta phải bám chắc vào các diện, bám chắc vào các cái nội dung mà chúng ta đã chia sẻ đối với thính giả phía dưới. Thì trong phần thân bài thì lưu ý là cần phải rõ ràng, mạch lạc, các ý chính liên quan liên kết với nhau, có logic chặt chẽ, và chú ý là cách dẫn dắt truyền tiếp về các vấn đề. Đây là một trong những cái mà chúng ta lưu ý là nó tạo ra một sự gắn kết, một cái sự liền mạch, và gần như là nó tạo ra một cái mạch xuyên suốt của các bài thuyết trình khi chúng ta muốn chuyển ý từ ý này sang ý khác. Đấy, ví dụ như là các bạn trình bày vừa rồi là tôi vừa tiếp cận cho các bạn là cái định nghĩa của thuyết trình. Khi các bạn tiếp cận với một cái định nghĩa này thì các bạn sẽ có một cái cách tiếp cận bài bản, đã biết là mình phải làm gì và cái thuyết trình là như thế nào, đúng không ạ, và nó có vai trò ra sao, đúng không ạ, nó tạo được thành công như thế nào. Thì tôi xin được dừng lại cái khái niệm định nghĩa về mặt thuyết trình ở đây.
Thế thì vậy thì quá trình thuyết trình của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào thì tôi xin được chuyển sang phần thứ hai, phần tiếp theo, đó là chuẩn bị thuyết trình. Đấy, tức là chúng ta thấy là khi chúng ta tóm lại cái phần thứ nhất, cái khái niệm, thì chúng ta mở ra cái phần thứ hai nữa là chuẩn bị thuyết trình. Tức là người ta đã biết được hình dung là thuyết trình là cái gì rồi, thì cái phần thứ hai là cái phần mà người ta phải có được một cái cách thức tiếp cận, một cách bài bản, một cách hợp lý và một cách nó logic, để nó tạo ra được cái mạch logic trong cái bài thuyết trình. Chứ nếu mà các anh chị chúng ta chia sẻ cái phần khái niệm thì chúng ta không thể nhảy ra ngay được phần là vậy kỹ năng thuyết trình là cái gì, tôi muốn chia sẻ kỹ năng thuyết trình, không có. Đấy là cái phần sau, đúng không ạ? Đấy là cái phần sau mất rồi. Thì để cho anh chị chúng ta thấy là để làm rõ thêm là cái minh chứng là đã cần có một sự logic, sắp xếp logic các ý hợp lý và có cách cái chuyển tiếp, những câu chuyển tiếp nó hài hòa, để nó phù hợp và nó hài hòa. Đấy, chứ chúng ta không nên dừng một cách đột ngột và chuyển sang một ý khác, mà nhiều khi là nó có liên quan đấy, nhưng mà nó không làm cho khán giả người ta thấy chúng ta nó có một cái gì ạ, có một cái sự gắn kết, một cái sự liền mạch ở trong cái việc ta muốn trình bày. Đấy, trong cái phần thân bài thì các bạn cũng lưu ý một chút nữa là nó phải cần hết sức là rõ ràng và mạch lạc, đúng không ạ? Hết sức là rõ ràng và mạch lạc đấy, để tạo ra được một cái bản thuyết trình nó sạch sẽ và nó tạo ra một cái hiệu ứng tốt cho các khán giả. Cái phần kết luận thì cần phải gây ấn tượng để lưu lại cái dấu ấn trong lòng khán giả. Thì ở đây thì để có được một cái phần kết luận tốt thì chúng ta phải lưu ý là nhắc lại các vấn đề chính mà bạn đã đề cập trong bài thuyết trình để khán giả ghi nhớ nội dung bài thuyết trình của bạn. Tức là nội dung chính bạn trình bày cái gì thì bạn nhắc lại cái nội dung đó, đúng không ạ? Tôi đã vừa chia sẻ cho các bạn cái chuyên đề về kỹ năng thuyết trình. Trong cái chuyên đề vừa rồi, trong cái nội dung vừa rồi, trong khoảng thời gian vừa rồi thì tôi đã đưa ra cho các bạn bốn cái nội dung để chính, và quan trọng là chúng ta phải nhớ là chúng ta phải bám vào những cái nội dung, bám vào những phần mà tôi đã trang bị để chúng ta thấy rằng là vậy khi thuyết trình ta bám vào những cái nội dung đó, ta cần phải biết tiếp cận cho khán giả như thế nào, đúng không ạ? Rồi là chúng ta dừng lại bài thuyết trình với một nhận định thú vị hay một cái nút thắt phù hợp với vấn đề, lưu lại trong lòng người nghe một ấn tượng tốt và cảm giác hoàn hảo. Tức là khi mình dừng lại như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng nên có một cái nghệ thuật là chúng ta kết thúc vấn đề. Để khi kết thúc vấn đề, chúng ta phải làm như thế nào để cho khán giả người ta ở phía dưới người ta cảm thấy nuối tiếc, người ta làm như thế nào người ta cảm thấy hững hụt. Đấy, nhưng mà tuy nhiên cái sự hững hụt, cái sự nuối tiếc đó nó đã mở ra một cơ hội mới cho khán giả. Thì đấy là cái mà người ta tạo ra là một cái nút thắt hợp lý, để hợp lý của cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ cho khán giả, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là tất cả những cái mà chúng ta chia sẻ cho khán giả thì nó cảm thấy rằng là ngay bản thân tâm trạng của người mà trình bày thì đã cảm thấy người ta hết sức cố gắng, người ta đã nỗ lực, người ta cái sự hoàn hảo của người ta trong đó để muốn truyền tải để người ta, để thính giả người ta cảm nhận được, đúng không ạ? Người ta nói rằng là một kết thúc mạnh mẽ và ấn tượng, đúng không ạ? Ở đây tóm được bản thuyết trình trong một hoặc hai câu, nhấn mạnh vào cụm từ trọng tâm, sử dụng cái điểm âm. Đấy cũng là một trong những cách mà chúng ta thấy là gì ạ? Muốn tạo ra được một sự kết thúc một cách hoàn hảo, một cách ấn tượng, một cách mạnh mẽ. Thưa quý vị và các bạn, tôi vừa trình bày cho các bạn một cái chủ đề về kỹ năng thuyết trình. Và trong cái nội dung vừa rồi thì các anh chị đang lưu ý là cái khái niệm về kỹ năng thuyết trình, và đặc biệt là bốn vấn đề mà tôi đã chia sẻ cho các bạn. Đó là vậy, thông bốn cái vấn đề mà tôi chia sẻ cho các anh chị, bốn cái thông tin mà tôi muốn đưa ra đấy, và bốn cái cách mà chúng ta cần tiếp cận một cái bản thuyết trình đấy. Tức là chúng ta với một cái giọng chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể đẩy lên, hoặc là hoàn toàn là chúng ta có thể là có một cách mà tiếp cận là giọng điệu, cái âm ngữ nó lúc nhanh lúc chậm, đúng không ạ? Lúc giọng mà chúng ta cảm thấy là cái tiếng vang, hoặc lúc mà trầm, chúng ta cảm nhận được là những cái diễn biến, những cái tình cảm, những cái mong muốn của người thuyết trình đã chia sẻ ở trong đó. Đấy, chúng ta cảm nhận được khi mà chúng ta có một cái thái độ mà chúng ta chia sẻ một cách nó diện theo đúng như cái người ta gọi là một cái tình cảm rất là thật, hoặc cái tâm lý rất là thật, hoặc là những cái mong muốn còn rất là thật và rất là gắn với khán giả, thì khán giả không khó nhận ra những điều đó, và tự dưng nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng rất là tốt, một sự đánh giá rất là cao đấy, đối với người thuyết trình ở phía trên. Đấy là cách mà chúng ta có một cái sự kết luận, một cái sự dừng lại một cái chủ đề nó tạo ra một ấn tượng tốt cho người thính giả. Cái nội dung thứ hai trong cái phần ba này thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn là đặt và trả lời câu hỏi đối với khán giả. Thế thì chúng ta thấy rằng là trong quá trình thuyết trình thì chúng ta thấy là chúng ta gặp phải rất nhiều yếu tố đặt những câu hỏi và trả lời những câu hỏi đối với khán giả như thế nào, đúng không ạ? Đây có thể nói là một trong những cái
cái nghệ thuật, đúng không ạ? Đặt câu hỏi như thế nào để cho khán giả người ta có được một cái suy nghĩ, có một cái cách tiếp cận, một cách cái hướng nó mở ra, một hướng mở hoàn toàn để khán giả ta tò mò, đúng không ạ? Đấy rồi là gì ạ? Là khi hỏi như thế nào, đúng không ạ? Đặt câu hỏi như thế nào, hoặc lắng nghe khán giả như thế nào, muốn trả lời khán giả như thế nào để cho khán giả ta cảm thấy ta sẽ hài lòng và thuyết phục. Thế đây nó có một số những cái ý là chuẩn bị phần hỏi đáp thì dự đoán các câu hỏi của khán giả, đúng không ạ? Nên nghĩ đến những câu hỏi của khán giả có thể hỏi bạn ngay từ khi bạn lập đề cương cho buổi thuyết trình. Trong giai đoạn luyện tập, hãy khuyến khích những người trong nhóm đặt ra càng nhiều câu hỏi càng tốt. Thế thì xin thưa các bạn, đây là một trong những cách, nó cũng là một quá trình chuẩn bị đấy, nhưng mà tuy nhiên cái sự chuẩn bị ở đây nó có sự tính toán ở trong này. Cái sự tính toán là cái gì? Khi các bạn đặt một cái đề cương, một cái dàn ý của một cái đề cương, đúng không ạ? Thì trong quá trình các bạn lập đề cương, các bạn cũng có thể là dự đoán, phán đoán. Và một cái nghệ thuật nó sâu hơn nữa trong này là khi trình bày đề cương, khi trình bày vấn đề, thì các bạn lưu ý là có thể mình tạo ra được một cái gì ạ? Một cái nội dung nào đấy mà mình để ra một cái vấn đề đứng. Theo các bạn, tôi trình bày cái nội dung về cái khái niệm về kỹ năng thuyết trình, liệu có bạn thính giả nào, hoặc liệu các bạn có một cách tiếp cận khác với tôi hay không, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy chấp nhận với nhau gì ạ? Những cái thông tin mà tôi đưa ra đấy. Thì tự dưng là chúng ta thấy là nó có những cái gì ạ? Trong quá trình trình bày, bản thân là chúng ta đã có những cái sự lấp lửng khi chúng ta chia sẻ những thông tin. Thì đấy là một trong những cách để chúng ta có thể là kiểm soát được là, và chúng ta hoàn toàn có thể là biết được là trong cái nội dung đấy là khán giả có thể hỏi đấy, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là các bạn thấy là cái sự khác biệt về văn hóa của đối tượng thính giả là khác nhau, đúng không ạ? Bây giờ các bạn thấy là nói về văn hóa thì nó quá rộng, nó rất rộng, đúng không ạ? Vậy thì nên chăng chúng ta có được một cái sự chuẩn bị về cái việc là sự khác biệt về văn hóa nó tác động tới yếu tố với người thuyết trình viên như thế nào? Đấy cũng là một trong những cái nghệ thuật mà các bạn để lửng ra. Rất có thể các bạn hỏi tôi là vậy đối với người Việt Nam chúng ta sẽ phải có một cách tiếp cận như thế nào, đúng không ạ? Bản thân là đối với quốc gia Việt Nam nó có rất nhiều những vùng miền văn hóa khác nhau đấy, thì ngay trong quá trình xây dựng đề cương chúng ta cũng cần phải để ra những cái gọi là một cái sự gì ạ, một sự gợi mở, hoặc là một cái vấn đề chúng ta có thể đoán trước, phán đoán trước được là trong đó người ta muốn hỏi cái gì, đúng không ạ? Để chúng ta kiểm soát nó tốt hơn đấy. Rồi là khi mà các bạn luyện tập trước một nhóm thính giả tình nguyện ấy, thì chúng ta cũng nên là gì ạ? Nên là để cho thính giả tình nguyện đặt ra nhiều câu hỏi, càng nhiều câu hỏi càng tốt, để chúng ta có thể là có những câu hỏi ngoài những ý muốn. Tại vì sao? Vì là cái ý nghĩ chủ quan của mình nhiều khi nó không thể áp đặt được, nhưng những cái ý nghĩa, những cái suy nghĩ của những nhiều cái đối tượng thính giả nó khác nhau, thì nhiều khi là chúng ta sẽ có những cái bổ sung dày dặn thông tin, hoặc là những tình huống chúng ta có thể kiểm soát nó tốt hơn đấy. Thì đấy là chuẩn bị cái phần hỏi đáp, phán đoán câu hỏi. Chúng ta luyện tập cách trả lời câu hỏi bằng cách là nhờ bạn bè nghe mình trình bày đặt câu hỏi này, ghi âm câu trả lời rồi nghe lại tự điều chỉnh, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thuyết trình sẽ giúp bạn tự tin trả lời câu hỏi khi các bạn lắng nghe câu hỏi, khi các bạn phán đoán những câu hỏi thính giả có thể đưa ra. Vậy thì chúng ta trả lời như thế nào đấy? Việc trả lời nó cũng là cả một trong những cái khéo léo của người diễn, của người thuyết trình viên đấy. Người ta nói rằng là người khôn thì ăn nói gì ạ? Người khôn sẽ nói nửa vời. Tức là nhiều khi trong cái cách trả lời của chúng ta ấy, đấy, trong cách trả lời thì nhiều khi là mình biết là 100% thông tin, nhưng mà không phải là trả lời 100% thông tin là gì ạ? Là cái khôn khéo. Đấy, có khi là mình trả lời gì ạ? Trả lời 60-70%, 80% thông tin trong đấy. Còn 20% thông tin là mình hoàn toàn mình có thể mình kiểm soát. Đấy, thì 20% thông tin đấy thì là 20% thông tin mà giúp gì ạ? Giúp cho một chương trình người ta có được một cái sự điều chỉnh, một cái kiểm soát tốt hơn. Nếu chẳng may thính giả người ta lại có một câu hỏi tiếp theo, đúng không ạ? Đấy là một trong những cái khôn khéo, một trong những cách mà chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể là xử lý trong cách mà các bạn ra trả lời câu hỏi đối với thính giả. Vậy thì khi nhận được câu hỏi của khán giả, của thính giả, thì người thuyết trình viên
cần phải có một cái cách tiếp cận như thế nào. Thì các bạn lưu ý là phải tiếp nhận câu hỏi với một cái thái độ tích cực, phải lắng nghe cẩn thận câu hỏi của thính giả, hướng câu trả lời tới toàn bộ thính giả các bạn. Bạn có thể suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi nhưng không nên quá lâu, là 10 giây. Cố gắng trả lời thẳng vào vấn đề, thái độ chân thành và thẳng thắn khi gặp câu hỏi khó trả lời, cố gắng kiểm soát thời gian. Thế thì đến cái vấn đề mà chúng ta nhận được những câu hỏi của thính giả thì nó là một trong những cái mà đấy cũng là một trong những cái cách mà chúng ta có thể tạo ra được một cái ấn tượng đối với thính giả, hiệu ứng với thính giả, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là khi mà thính giả ngồi ở vị trí dưới ấy, thì bao giờ người ta cũng có những hiệu ứng khác nhau. Đôi khi là cái sự cởi mở của người thuyết trình viên nó làm cho thính giả người ta gì ạ? Người ta sẽ có hào hứng hơn trong cách trả lời. Nếu mà người thuyết trình viên không tạo ra được một cảm hứng cho thính giả phía dưới thì đôi khi nó làm một sự bất lợi. Nhưng mà tuy nhiên ở trong một thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào, cụ thể nào thì chúng ta phải hết sức là lưu ý ở chỗ này. Khi nhận được cái câu trả lời, câu hỏi của thính giả thì tốt hơn hết cái người thuyết trình luôn luôn có một thái độ đón nhận một cách hết sức tích cực. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là cái người ta muốn chia sẻ thông tin với mình, những người thuyết trình viên với mình mà người ta lại có một cái thái độ mà người ta lại đón nhận thông tin một cách nó trân trọng như thế, đúng không ạ? Thì thể hiện là sự chuyên nghiệp ở trong đó, đúng không ạ? Chúng ta hãy lắng nghe đi, chúng ta hãy lắng nghe một cách chăm chú, đúng không ạ? Cẩn thận, chăm chú, đúng không ạ? Và chúng ta có một cái cách là ngoài cái việc của chúng ta lắng nghe ra thì chúng ta cũng nên là có một cái sự gợi mở, một cái hướng cái câu hỏi của thính giả, một thính giả đến nhiều thính giả khác. Đấy, ví dụ các bạn đặt một câu hỏi lửng chẳng hạn. Tôi vừa được nghe một cái sự chia sẻ hoặc là một cái cách hỏi, một câu hỏi của một thính giả. Các bạn có những suy nghĩ như thế nào? Đấy, các bạn có những suy nghĩ như thế nào? Đúng không ạ? Để lòng cho một cách mà lái câu hỏi đối với một lượng thính giả khác, đúng không ạ? Đấy, rồi là chúng ta cố gắng là trả lời thẳng thắn vào cái vấn đề, đúng không ạ? Chúng ta biết như nào thì chúng ta sẽ trả lời thẳng thắn vấn đề muốn chia sẻ một cách hết sức là chân thành. Như thế là khán giả người ta thấy, thính giả người ta thấy là mình có thái độ hết sức là chân thành, rất cần tích cực thì chúng ta thấy là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Như vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn trong cái phần 3 lớn, đúng không ạ? Phần 3 lớn. Và bây giờ là phần thứ 4, đó là phần vận dụng các kỹ năng trong thuyết trình, đúng không ạ? Thế thì trước khi chia sẻ với các bạn là cái vận dụng kỹ năng trong thuyết trình, đúng không ạ? Với 4 cái nội dung nhỏ trong này là kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục. Đấy, thì các bạn chúng ta tôi xin lưu ý các bạn rằng là một cái món ăn ngon đấy thì nó không thể thiếu những gia vị. Thì một bài thuyết trình mà chúng ta được chuẩn bị tốt mà chúng ta không biết sử dụng các kỹ năng trong cái quá trình thuyết trình thì chúng ta sẽ cảm thấy là bài thuyết trình nó cũng hết sức là nhạt nhẽo và đơn điệu nhạt nhẽo, đúng không ạ? Thế thì cái kỹ năng này nó sẽ là một mặt bổ trợ thêm cho cái nội dung bài thuyết trình. Cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là nó sẽ có những cái vai trò rất là quan trọng để chúng ta tạo ra một sự thành công đối với một bài thuyết trình. Thì tôi sẽ đi vào từng cái kỹ năng một. Kỹ năng đầu tiên đó là cái kỹ năng nói trong thuyết trình. Đấy. Đối với kỹ năng nói trong thuyết trình thì các bạn chúng ta lưu ý là giọng nói và âm lượng, đúng không ạ? Trong thuyết trình bạn cần điều tiết âm lượng giọng nói sao cho truyền cảm rõ ràng, có điểm nhấn và tạo ra được một sự lôi cuốn, đúng không ạ? Thế thì các bạn thấy là cái giọng nói đấy nó là một trong những cái để cho chúng ta thấy rằng là tạo ra được những cái sự thiện cảm đối với thính giả. Nói như thế nào là cả một vấn đề, đúng không ạ? Các cụ nói là học ăn học nói, đúng không ạ? Học có học mở. Khi các bạn nói ra, đúng không ạ? Thì người ta có những cái cảm nhận, có những cái sự đánh giá ban đầu, đúng không ạ? Chúng ta nói với một cái giọng nói rất truyền cảm. Đấy, chúng ta nói với một cái giọng nói hết sức là chân thành. Chúng ta nói với một cái giọng là tròn vành, rõ chữ. Đấy, các bạn thấy là nó tạo được một ấn tượng tốt đối với thính giả ban đầu, đúng không ạ? Đấy, rồi các bạn thấy là nó về cái âm lượng thì chúng ta thấy là âm lượng trong quá trình thuyết trình thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể là gì ạ? Điều chỉnh cái âm lượng to nhỏ khác nhau, đúng không ạ? Và đôi khi cái âm lượng này nó cũng phụ thuộc vào cái diễn biến, cái nội dung mà chúng ta muốn chia sẻ đối với đối tượng thính giả. Đấy, thế tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng cái âm lượng quá to nó sẽ làm thính giả phía dưới người ta sẽ cảm thấy làm sao ạ? Người ta sẽ rất là căng tai, mệt mỏi, căng tai nhận người ta nghe. Và nhiều khi âm lượng to quá mình cảm thấy là nhận rất là đau đầu, khi rất là đau đầu thì khi nó choáng, cảm thấy rất là căng tai ra chúng ta nhận người ta nghe. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta nếu mà âm lượng nhỏ quá
thì chúng ta cũng nên tránh, vì nhỏ quá thì làm cho thính giả người ta cảm giác như là có một cái tâm trạng là chúng ta cũng không hào hứng, cũng phải thuyết trình, đúng không ạ? Chúng ta với cái giọng nói cứ đều đều nhỏ quá thì khán giả đôi khi người ta cứ đến lại cảm thấy là rất là nhàm chán, có khi là nhiều khi người lại ngủ gật ở dưới đấy, với lại âm lượng nhỏ người ta không nghe thì người ta sẽ cảm thấy rất là chán, đúng không ạ? À, một cái lưu ý cũng chia sẻ thêm cho các bạn đây là cần phải rõ ràng, mạch lạc và tròn vành rõ chữ, đấy là một những cái điều mà người ta muốn khuyên, đúng không ạ? Đấy. À, các bạn thấy là đối với những cái diễn viên mà người ta đi sâu vào nghệ thuật, ví dụ như là những cái ca sĩ hoặc là những diễn viên kịch nói thì người ta phải học cái cách mà người ta phát ngôn ra bên ngoài như thế nào, đúng không ạ? Tròn vành rõ chữ ra sao? Nhiều khi các bạn thấy là cái âm lượng, cái tốc độ nó cũng làm cho diện là cái việc mà thực hiện được là cái tròn vành, rồi là cái nhịp điệu với tốc độ nói, đúng không ạ? Việc thay đổi nhịp điệu tốc độ sẽ nhấn mạnh được ý mà người thuyết trình cần trình bày. Trong quá trình thuyết trình, người ta hoàn toàn người ta có thể là điều chỉnh cái tốc độ nói, cái nhịp điệu nói là khác nhau. Hoàn toàn người ta có thể là gì ạ? Dừng lại 1, 2, 3 giây. Hoàn toàn người ta có thể là gì ạ? Hoàn toàn người ta có thể là nói một cách liền mạch, một cách nhanh. Đấy, để làm thay đổi cái, nó gọi là thay đổi cái ngữ điệu, thay đổi cái nó gọi là một cái màu sắc của bài thuyết trình để tạo ra cảm thấy nó đỡ bị nhàm chán, đúng không ạ? Chúng ta nên căn cứ vào từng đối tượng cụ thể để điều chỉnh tốc độ nói. Nếu khán giả có trình độ cao hoặc đã chăm chú lắng nghe thì có thể nói với tốc độ nhanh, ngược lại khán giả có kiến thức hạn chế thì cần nói chậm, cần quan sát thái độ của khán giả để nói, đúng không ạ? Tránh nói nhanh nhanh quá làm khán giả người ta không kịp tiếp nhận, đúng không ạ? Tránh nói chậm đấy có thể là gây buồn ngủ. Tức là những yếu tố nhanh, yếu tố chậm ở đây thì có thấy là nó cộng với một số những yếu tố khác, ví dụ như là những cái tiếng đệm mà chúng ta thấy là không cần thiết trong quá trình chương trình, ví dụ như là ừ mà ừ đấy, rồi là các bạn ê à, đúng không ạ? Rồi là chúng ta lặp lại một cái từ nhiều quá thì đôi khi là thấy là nó sẽ không gì ạ, không tạo ấn tượng tốt. Đấy, đấy cũng là một trong những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta nói với nhịp độ với cái tốc độ. Đấy, thì đấy là cái chia sẻ đầu tiên là giọng nói, âm lượng, nhịp độ, tốc độ nói. Trong quá trình thuyết trình, các bạn cần phải sử dụng một cái công cụ, đó là cái ngôn ngữ cơ thể, đúng không ạ? Nó không phải là một lời nói trực tiếp, đúng không ạ? Nó không phải là một cái chia sẻ trực tiếp đối với khán giả. Nhưng các bạn thấy rằng là khi mà sử dụng cái ngôn ngữ, cái lời nói như thế này, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tạo ấn tượng thêm cho với khán giả bằng cách là nó sẽ nhấn mạnh ý. Ở đây chúng ta thấy là con người giao tiếp biểu đạt tình cảm hoặc truyền thông tin cho nhau đa phần là qua những dấu hiệu phi ngôn ngữ, đúng không ạ? Giao tiếp ngôn ngữ là một công cụ quan trọng để biểu đạt được cái tâm trạng, tình cảm xúc của con người, đúng không ạ? Vận dụng tốt các phương thức giao tiếp phi ngôn ngữ trong thuyết trình sẽ giúp bạn thuyết trình thành công hơn. Vậy thì những cái ngôn ngữ như thế nào? Đấy, đấy, rồi là các bạn thấy là những cái biểu hiện ra sao để các bạn ta cần phải lưu ý trong quá trình truyền tải tới thính giả. Cái thứ nhất, ngôn ngữ đầu tiên, đúng không ạ, là cái giao tiếp bằng mắt trong khi thuyết trình. Thế thì chúng ta thấy là giao tiếp bằng mắt là tạo thiện cảm, giúp ngăn khoảng cách xa lạ giữa thuyết trình viên và khán giả. Đấy, trong giao tiếp thì thôi, đấy, hoặc là trong khi thuyết trình thì thôi. Ta nói rằng là khi giao tiếp bằng mắt thì nó là một trong những cách rất là tốt để người ta kéo lại gần hơn, đấy, và ngăn cái khoảng cách xa lạ, kéo sự thiện cảm, tạo sự thiện cảm tốt hơn để đối với người thuyết trình và với thính giả, đúng không ạ? Thì vậy thì chúng ta sẽ giao tiếp như thế nào đấy, để đạt được cái hiệu quả cao đấy, khi giao tiếp bằng mắt? Đấy. Thế thì khi thuyết trình thì các bạn lưu ý là chúng ta nên là quan sát khán phòng và đưa cái ánh mắt của mình, đúng không ạ? Đấy, quan sát xung quanh phòng để chúng ta thấy rằng là ánh mắt của thính giả, người ta gì ạ? Người ta có được một cái sự quan sát, một cái sự kiểm soát, một cách nó gì ạ? Một cách nó rộng. Và cái thứ hai là đối với thính giả, người ta thấy rằng là khi mà ánh mắt của người thuyết trình viên, người ta đọng lại hoặc là người ta gì ạ? Người ta di chuyển qua, thì đó là một trong những cách người ta tôn trọng mình, người ta biết mình là ai, biết mình là người như thế nào, hoặc là mình đang nghĩ gì, mình mong muốn những gì, đúng không ạ? Đấy là một sự tôn trọng đối với thính giả chứ. Đấy. Rồi là đưa ánh mắt chú ý đến một nhóm khán giả khi bạn nói câu đầu tiên, với một cái cách mà chúng ta quan sát cái đối tượng thính giả, đúng không ạ?
Thì khi các bạn chúng ta bắt đầu thuyết trình thì các bạn nên dừng lại ánh mắt của mình ở một nhóm thính giả tích cực, có ánh mắt thái độ tích cực. Khi mà chúng ta gì ạ? Khi mà chúng ta nhận biết được, chúng ta nhận thấy thì tự dưng người ta sẽ tạo ra một cảm hứng cho mình. Mình sẽ cảm thấy là có một cái gì ạ? Một cái hiệu ứng rất là tốt để mình bắt đầu cất lên một cái gì ạ? Của cái câu đầu tiên trong cái phần trình bày của mình. Đấy, trong khi nói hãy di chuyển ánh mắt đến tất cả các thính giả ở các cái góc độ khác nhau, đúng không ạ? Đấy. Một cái lưu ý nữa là khi thuyết trình thì các bạn chúng ta cố gắng là di chuyển ánh mắt của mình trong một cái phạm vi rộng và nó điều hòa, nó hài hòa đến những nhóm thính giả. Thì chúng ta cũng không nên là dừng ánh mắt của mình vào một nhóm thính giả nhất định, đúng không ạ? Thì như thế đã sẽ cảm thấy là ánh mắt của mình không linh động, thứ hai không tạo được một cái sự thân thiện, không tạo được một cái sự gần gũi đối với thính giả, và thính giả đã cũng không thể hiểu được là cái sự chân thành của mình thông qua ánh mắt là như thế nào. Đấy, và ánh mắt nó phải hết sức là trìu mến, hết sức trìu mến, hết sức là thiện cảm. Thế đấy là cái cách mà chúng ta giao tiếp bằng mắt trong quá trình thuyết trình. Đối với cử chỉ thì các bạn lưu ý là đối với cử chỉ của người thuyết trình trong thuyết trình ấy, thì chúng ta phải tự nhiên đấy, và phải có một cái kết hợp với cái lời nói một cách diễn đạt, một cách phù hợp. Đấy, tức là cử chỉ của chúng ta đấy, thì làm sao mà toát lên để cho thính giả thấy rằng là cái cử chỉ nó hết sức là chuyên nghiệp và hết sức là diện, hết sức là thoải mái. Và cái cử chỉ đó nó đi cùng với cái gì ạ? Nó đi cùng với những cái lời nói mà mình muốn truyền tải, những kiến thức mình muốn truyền tải, chúng ta phải cảm nhận được, để cảm thấy là nó có được một cái gì ạ? Một cái ấn tượng tốt. Đấy, thế nhưng mà tuy nhiên thì trong quá trình thuyết trình thì các bạn lưu ý là có một số những cái cử chỉ mà nó không đẹp và chúng ta nên tránh. Đấy, đó là cái nếu mà chúng thính giả người ta nhận thấy là cái người thuyết trình viên người ta nhún vai quá nhiều, hoặc là người ta lắc lư đầu này, hoặc là vung tay này, hoặc là dùng trỏ tay hoặc chắc lưng sau lưng, hoặc khoanh tay dụ mắt đấy, rồi là người ta mân mê đồ vật, hoặc là cà vạt, hoặc là vẽ áo, vân vân. Đấy là một trong những cử chỉ nó không đẹp mà chúng ta nên tránh, nên tránh. Đấy, nếu chúng ta rơi vào trong trạng thái như thế này thì đôi khi là thính giả người ta sẽ thấy rằng là mình đang có vấn đề về tâm lý đấy, hoặc là mình đang không kiểm soát tốt đấy, và nó là những cái thói quen không tốt thì nó nên tránh. Đấy, về cái dáng điệu, tư thế và phong thái thì về cái dáng điệu, tư thế và phong thái thì nó cụ thể hơn một chút thì để các bạn chúng ta cần phải tiếp cận, thì thuyết trình viên cần thể hiện sự gần gũi, cởi mở, nồng nhiệt và đĩnh đạc đối với diện, đối với thính giả. Khi xuất hiện trước thính giả chúng ta cần phải thể hiện được một cái sự gần gũi và cởi mở đấy, thân thiết, nồng nhiệt, đúng không ạ? Thế để làm cách đó chúng ta phải làm như nào, đúng không ạ? Thế thì người thuyết trình viên phải khi thuyết trình đấy, khi thuyết trình thì chúng ta nên tiếp cận thính giả, thì thường là cái vị trí hoặc là cái vị trí đứng của người thuyết trình viên là thường là người ta có những cái xu hướng là hơi đứng hơi hướng về phía thính giả một chút để tạo ra một sự gần gũi, cởi mở, đúng không ạ? Về vị trí và người ta lưu ý là phải đầu thẳng, ánh mắt phải nhìn tập trung về thính giả, đúng không ạ? Ở phía dưới, đúng không ạ? Rồi là lưng bụng và chân thẳng tạo ra được một sự tự nhiên. Và khi người ta đã có một thói quen, nó rèn luyện tất cả những thứ gì đó thì dần dần nó sẽ quen và mãi nó cũng sẽ quen. Đấy, rồi là chúng ta tránh là lắc lư đầu, đúng không ạ? Trùng chân dựa vào bàn hoặc điểm tựa nào đó để đứng che khuất tầm nhìn hoặc quay lưng về phía khán giả, đúng không ạ? Thì thực ra là trong điều kiện trường quay không cho phép, chứ còn thực ra nếu không có điều kiện tốt hơn thì tôi hoàn toàn tôi có thể đứng, tôi di chuyển cho các anh chị, chúng ta là chúng ta sẽ dễ tiếp cận. Nhưng mà nếu mà có được một điều kiện nó tốt hơn khi mà được giao lưu với trực tiếp đối với các anh chị ở trên lớp thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tại còn trong cái khuôn khổ của cái bài giảng ngày hôm nay thì cái vị trí của tôi thì hiện nay là đang ngồi, thì thực ra khi nói đến vấn đề này thì nó cũng là một trong những cái nó cũng chưa phải hoàn toàn phù hợp, nhưng mà khi chia sẻ trên lớp thì vị trí nó sẽ khác và cách di chuyển thì nó sẽ khác, nó sẽ phù hợp hơn. Thì hy vọng đến ngày nào trong quá trình thuyết trình thì người thuyết trình viên chúng ta sẽ di chuyển như thế nào, di chuyển như thế nào là hợp lý, thì người thuyết trình viên nên chủ động di chuyển trong một cái không gian nhất định. Một số những cái lưu ý là di chuyển nhịp nhàng, kết hợp di chuyển hướng ánh mắt vào thính giả, vào biểu minh họa và thuyết trình một cách liên tục. Đấy là một sự kết hợp hài hòa
giữa gì ạ? Giữa việc quan sát, di chuyển quan sát đối với thính giả, đối với bảng biểu và đối với cái quá trình mà thuyết trình liên tục. Chỉ nên di chuyển đến khoảng cách 1 mét so với thính giả, đúng không ạ? Di chuyển đến nhiều thính giả, di chuyển đến nhiều nơi thính giả khác nhau. Đấy, rồi là các bạn thì là tránh di chuyển quá nhanh và liên tục, di chuyển đến quá gần khán giả. Đấy. Tránh sự quan sát của khán giả, đúng không ạ? Thế thì cái quá trình di chuyển ấy thì nó là một trong những cách để chúng ta thấy rằng là tạo ra được một cái sự liên tục trong các bạn thuyết trình. Đôi khi di chuyển chúng ta lại tạo ra một cái cảm hứng tốt. Cảm hứng tốt là cái gì? Các bạn di chuyển đến nhiều nhóm đối tượng thính giả khác nhau thì nhóm đối tượng thính giả đó người ta cho rằng là cái cách mình di chuyển đến thì nó sẽ nghĩ rằng là người thuyết trình viên người ta sẽ quan tâm đến nhóm thính giả đó và có được một cái cách tiếp xúc gần gũi, đúng không ạ? Cách tiếp xúc gần gũi. Và khi mà di chuyển thì khi mà người thuyết trình viên di chuyển thì cái ánh mắt của khán giả phía dưới người ta sẽ có những cái gì ạ? Người ta sẽ quan sát đấy, một cách liên tục và một cách nó theo nhiều chiều khác nhau. Nó cũng là một trong những cách để người ta thấy rằng là không nên di chuyển khán giả, người ta không tập trung vào một điểm thì người ta cũng đỡ mỏi mắt hơn rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên là trong quá trình mà chúng ta di chuyển ấy thì chúng ta phải lưu ý là người ta nói là cái khoảng cách an toàn giữa người thuyết trình viên và khán giả là nên dừng lại ở 1 mét thì hợp lý hơn, đúng không ạ? Tại sao như thế? Nếu chúng ta đứng quá gần đấy, chúng ta đứng quá gần và chúng ta chỉ đứng ở một chỗ đấy, nếu chẳng may rơi vào một cái đối tượng thính giả nào đó nó nhạy cảm, chẳng hạn nhạy cảm đấy là tôi nói từ nhạy cảm nó nháy nháy, ví dụ là một thính giả ở phía dưới và rất là xinh đấy mà người thuyết trình viên mà cứ đến đây đứng gần và đứng sát chẳng hạn thì người khác đánh giá là có khi lại là gì ạ, là một cái yếu tố không tích cực. Hoặc là ví dụ như là có một cái yếu tố mà người thuyết trình viên người ta không mong muốn xảy ra, ví dụ như là người ta có những cái người ta gọi là khi người ta cảm nhận được một cái hơi nó hơi đặc biệt một chút chẳng hạn thì nhiều khi nó lại tạo ra một cái ấn tượng không tốt, đúng không ạ? Rồi là đặc biệt là khi mà chúng ta thấy là trong quá trình di chuyển thì chúng ta hết sức lưu ý chúng ta cảm hứng như thế nào, chúng ta diện nhiệt huyết như thế nào, nhưng mà cũng không nên đấy lại va chạm với diện đối thính giả phía dưới. Điều đó là điều chúng ta hết sức là chú ý trong quá trình di chuyển. Và quan trọng là khi di chuyển thì chúng ta lưu ý là chúng ta kiểm soát cái tầm mắt, ngay cả trong những ví dụ minh họa bảng biểu chúng ta có thể kiểm soát nó tốt. Đấy là cái quá trình di chuyển trong thuyết trình. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một kỹ năng nữa, đó là kỹ năng lắng nghe. Đấy. Trong quá trình thuyết trình thì chúng ta phải nghe rất là nhiều, đúng không ạ? Cái sự phản hồi từ khán giả. Vậy thì nghe như thế nào? Thì thứ nhất là nghe phải chủ động, tức là tập trung nghe một cách cẩn thận và có cảm nhận về những gì mà bạn có thể nghe thấy, đúng không ạ? Đấy, hoặc là bản thân là đối với người thính giả phía dưới người ta cũng phải nghe, đúng không ạ? Đấy, do vậy mà chúng ta thấy là cái quá trình nghe ở đây là liên tục, nghe ở đây chúng ta thấy là từ phía người thuyết trình viên và từ phía thính giả phía dưới, đúng không ạ? Trong khi thuyết trình bạn vừa cần trình bày vừa lắng nghe sự phản hồi của khán giả thông qua các câu hỏi của khán giả đặt ra và các âm thanh phát ra xung quanh khán phòng, đúng không ạ? Trong một cái người ta gọi là một trong một khung cảnh cụ thể thì có rất nhiều âm thanh phát ra. Để do vậy chúng ta phải chú ý lắng nghe, đặc biệt là những cái âm thanh động đấy. Và những âm thanh phát ra từ cái khán giả, đúng không ạ? Chúng ta xem rồi là lắng nghe những phản hồi của khán giả là như thế nào, đúng không ạ? Thì cả những câu hỏi đã đặt ra, đúng không ạ? Bạn phải cần kiên nhẫn nghe khi người khác chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt một câu hỏi cho bạn, đúng không ạ? Trong quá trình đặt câu hỏi hoặc là một số những kinh nghiệm mà khán giả người ta sẵn sàng là người ta có những cái hiệu ứng hoặc là người ta có những cái gì ạ, một cái phản hồi, người ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm tốt cho mình đấy. Đồng thời là mình phải tiếp nhận những thông tin mình lắng nghe và hết sức chủ động. Đối với những câu hỏi lan man, bạn nên chọn ra một ý chính có thể hỏi lại trực tiếp khán giả để khẳng định ý khán giả muốn nói hoặc là muốn hỏi. Thì ở đây ngoài thì là có những câu hỏi mà khán giả đã đặt ra thì có nhiều những câu hỏi mà rất là lan man. Quan trọng là bây giờ mình sẽ tóm lại những câu hỏi thế nào để mình đưa ra được gì ạ? Đưa ra một câu hỏi hoặc là mình hỏi ngược trở lại xem là cái điều mà khán giả người ta hỏi có đúng là như thế hay không, đúng không ạ? Vừa cần thể hiện sự tự tin của bạn bằng cách không bộc lộ cảm xúc sợ hãi, bực bội, khó chịu v.v. đối với câu hỏi hoặc những thái độ phản đối của khán giả. Thì chúng ta thấy là trong quá trình thuyết trình thì việc khán giả người ta có những phản ứng nhiều chiều là chuyện hết sức bình thường. Mà tuy nhiên đối với những người cầm trịch, đối với những người như chúng ta ở một cái vị trí là
thuyết trình, đúng không ạ, đối với thính giả, thì chúng ta cần phải quan tâm. Quan tâm là cái gì? Chúng ta phải kiểm soát rất là tốt. Đấy, kiểm soát rất là tốt cái cách mà gì ạ, cái cách mà khán giả người ta phản hồi, kể cả những thông tin mà ta không mong muốn. Đấy, những thông tin không mong muốn của khán giả người ta phản hồi lại mình thì mình phải có một cách gì ạ, một cách kiểm soát tốt hơn, một cách chuyên nghiệp, một cách là hãy chăm chú lắng nghe đi. Đấy, hãy nghe những thông tin mà không tích cực, mình có những cái gì ạ, có những cái phản ứng, và đặc biệt là không nên phản ứng một cách ngay lập tức đối với gì ạ, đối với những thông tin mà người thính giả, người thuyết trình viên người ta không mong muốn, đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Thì đấy là một trong những cách khôn khéo trong quá trình chúng ta phản ứng đối với cái thính giả khi đưa ra những câu hỏi. Lắng nghe có phân tích. Trong quá trình thuyết trình, bạn cần tôn trọng người nghe, tập trung nghe và xử lý các thông tin, phân tích các dữ liệu, đúng không ạ? Việc lắng nghe có phân tích không chỉ liên quan đến tai nghe mà còn liên quan đến bộ não và đôi mắt của bạn. Để trả lời chính thức, trả lời chính xác, bạn phải nghe những gì mà khán giả nói, đọc được ngôn ngữ cơ thể mà họ xử lý tốt của xảy ra, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có những phân tích, nghe chọn lọc, nghe phân tích. Đấy, từ cái yếu tố phân tích đó giúp cho chúng ta là chúng ta sẽ đánh giá được những thông tin và đưa ra nhiều những thông tin, những phản ứng của chúng ta nó chính xác hơn, và nó chính thống hơn, và nó dễ, nó chuyên nghiệp hơn. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta nghe và phân tích. Trong quá trình chương trình, một trong những yếu tố mà tôi đã chia sẻ cho các bạn ngay từ ban đầu đó là cái bài thuyết trình nó phải đạt được cái yếu tố thuyết phục, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại một lần nữa là kỹ năng thuyết phục như thế nào để người nghe phía dưới người ta dễ, người ta có những cái cách tiếp cận cách phù hợp. Thế thì thuyết phục là một hoạt động tâm lý xảy ra khi có nhiều quan điểm về một vấn đề cùng tồn tại, và người này muốn quan điểm của mình phải có ảnh hưởng đối với người khác. Để mình là người thuyết trình là mình phải có một yếu tố ảnh hưởng bản thân kiến thức của mình đối với người nghe. Rồi là để thuyết phục người nghe, bạn cần phải đưa ra những thông tin thực tế và có bằng chứng chính xác. Đấy, những thông tin thực tế, đúng không ạ? Cách truyền đạt thông tin rất quan trọng trong vấn đề thuyết phục, đúng không ạ? Những thông tin đưa ra phải xúc tích để dễ xử lý thì mới có thể là tăng tính hiệu quả của sự thuyết phục. Rồi là cần chuẩn bị tâm lý trước một thực tế là dù bạn có chuẩn bị bài thuyết trình tốt đến đâu, bạn cũng có thể là thuyết phục khó có thể thuyết phục được toàn bộ người nghe. Đấy, chúng ta cũng phải chấp nhận một cái điều là mỗi người có một cái cách nhìn nhận vấn đề, cách tiếp cận vấn đề và đánh giá vấn đề nó khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta không thể áp đặt được là những cái mà chúng ta chia sẻ hoàn toàn là có thể thuyết phục được toàn bộ người nghe phía dưới, đúng không ạ? Người ta có quan điểm khác nhau, người ta có những cái nhìn nhận khác nhau, đúng không ạ? Đấy, sẽ có một số ý kiến đối lập với bạn mà bạn thực sự không thể thay đổi quan điểm của họ cùng lúc. Đấy, tức là tại một thời điểm cụ thể, đúng không ạ? Đấy, cũng phải nói với các bạn rằng là khi mà chúng ta tạo hiệu ứng cho thính giả thì có hai cái hiệu ứng. Hiệu ứng thứ nhất là hiệu ứng tích cực. Hiệu ứng tích cực đôi khi làm cho thính giả người ta dễ chia sẻ hơn rất nhiều. Đấy, thì khi dễ chia sẻ rất nhiều thì khi lại làm cho người ta cảm thấy là có một cái gì ạ, có một cái cách mà người ta muốn là thể hiện cái tôi của người ta. Và khi thể hiện cái tôi của người ta thì người ta bảo vệ quan điểm của người ta. Thì đấy cũng là một trong những cách là mình chưa thể thay đổi quan điểm ngay của họ, đúng không ạ? Tại một thời điểm, và cũng có một cái hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng mà khán giả người ta không thích cái bài thuyết trình của mình chẳng hạn, thì có khi người ta lại đưa ra được một cái diện, những cái thông tin đối lập, lại đưa ra được những cái lý do để làm thay đổi để những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của người thuyết trình viên. Thì đó cũng là một trong những cái tình huống mà người thuyết trình viên người ta chưa hoặc là không đưa ra được một cái giải thích, hoặc là một cái cách áp đặt vấn đề, hoặc là một cách là thay đổi cái suy nghĩ của họ. Đấy, mặc dù là cái thông tin, cái chia sẻ của mình đưa ra là hết sức chính thống của chính nhà, đúng không ạ? Đấy cũng là một trong những cái để người thuyết trình viên người ta có một sự lường trước. Vì vậy hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho một quá trình để tăng độ tự tin và hướng vào đa số thính giả người ta muốn nghe. Đấy, thì đấy là một trong những cái cách mà chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn. Thế thì trong quá trình thuyết trình thì với cái sự vận dụng tất cả những kỹ năng thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm cho các bạn như thế này. Đấy, những kỹ năng, khi đã nói đến kỹ năng thì chúng ta phải thực hành và thực tập. Đấy, thực tập nhiều, tập liên tục và thực tập bài bản và thực tập có một cái thái độ, một cách nghiêm túc. Đấy, có thể là các bạn chưa quen, bởi vì là kỹ năng thì nhiều khi không phải là bây giờ các bạn tiếp cận cái kỹ năng là các bạn có thể thực hành được ngay. Đấy, bởi vì sao? Vì là nhiều khi, đôi khi là nó không có sự gượng gạo ban đầu, các bạn chưa tiếp cận bao giờ thì cái đấy là chuyện bình thường. Nhưng các bạn có một cái quá trình luyện tập một cách liên tục và phải ý thức được một trong những cái việc là cái kỹ năng thuyết trình nó có tác dụng vào cái bài thuyết trình và nó sẽ làm tăng cái độ gì ạ,
tăng cái độ tin tưởng của chính giả với các bạn chương trình. Do vậy mà các bạn phải luyện tập và luyện tập một cách liên tục, có nhiều cách luyện tập, đúng không ạ? Tôi có thể chia sẻ với các bạn là một trong những cách luyện tập mà rất hiệu quả hiện nay mà nhiều người biết nhưng mà lại không làm được hoặc là chưa làm được, đó là chúng ta tập trước gương. Đấy, một trong những cái cách mà chúng ta có thể là quan sát cái cơ thể của mình, cái diễn biến của mình. Đúng không ạ? Khi tập trước gương có nghĩa rằng là bạn đối diện với một cái đối tượng mà mình nói như thế nào, đúng không ạ? Mình chia sẻ kiến thức như nào, mình vận dụng các kỹ năng như nào, đúng không ạ? Thì đấy là một trong những cái khi nào mà bạn cảm thấy là bạn có được một cái sự hoàn hảo đấy của những cái người trong gương và người trong gương bên đấy là chính các bạn, thì lúc đấy các bạn sẽ cảm thấy là cần phải có những cái diện cộng, lúc ấy thì bạn sẽ cảm thấy là bạn sẽ tự tin và hoàn hảo hơn. Đấy, đó là một trong những cách mà chia sẻ. Thế thì để có được một cái sự thành công thì tôi cũng có thể khuyên các bạn là cái quá trình của bạn luyện tập, quá trình của bạn trang bị kiến thức, quá trình của bạn đúc kết và quá trình của bạn ta muốn khẳng định bản thân thì không hề đơn giản, nó phải liên tục tập chỉ có như thế thì các bạn thành công. Những kiến thức mà tôi chia sẻ cho các bạn trong phần 1 và phần 2 thì đó là chỉ là những kiến thức mà nó gọi là cơ bản nhất để chúng ta có được một cái công cụ đấy, nó như kiểu trang bị cho các bạn một cái cần câu để sau đó các bạn sử dụng cái cần câu đó như thế nào để các bạn có thể là trở thành những cái người thợ câu cá, câu được những con cá to. Thì thực ra lúc đấy là các bạn trở thành một người thuyết trình viên nhận có tiếng, các bạn cảm thấy là tự tin và các bạn mới cảm thấy là các bạn chuyên nghiệp rồi, thì các bạn sẽ cảm thấy là rất là dễ thì các bạn xử lý những cái thông tin khi trình bày trước đám đông đấy, để muốn là gì ạ, muốn truyền tải tốt thông tin. Trong cái nội dung của hai cái bài học vừa rồi thì hai phần học vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho các bạn là cái khái niệm về thuyết trình, cái thứ hai là vai trò của hoạt động thuyết trình, thứ ba là chuẩn bị thuyết trình, thứ tư là tiến hành thuyết trình và thứ năm là vận dụng các kỹ năng thuyết trình. Đấy, và một lần nữa thì tôi cũng phải nói với các bạn là cái khoảng thời gian của chúng ta không nhiều. Đấy, nhất là trong cái cách tiếp cận kiến thức của các bạn trong cái hình thức học hết sức là hiện đại như hiện nay. Đấy, nó chỉ là cung cấp cho các bạn những kiến thức, những kỹ năng cơ bản thôi. Đấy, do vậy mà chúng ta cũng không có nhiều điều kiện để chúng ta có thể làm việc với nhau nhiều hơn. Nhưng mà hy vọng là những kiến thức mà tôi đã trang bị cho các bạn, chia sẻ cho các bạn thì nó là một trong những cái cách tiếp cận mới của các bạn và như là truyền lửa cho các bạn trong cái việc mà chúng ta sẽ khẳng định được cái mong muốn của mình, đấy, thể hiện được cái khả năng của mình và đánh thức được cái khả năng tiềm ẩn của các bạn ở phía trong đó mà các bạn chưa khai thác. Và xin chúc các anh chị, chúc bạn, chúc học viên chúng ta sẽ có được một kết quả tốt nhất và có được một cái hình ảnh nó hoàn toàn mới, nó chuyên nghiệp hơn, nó hoàn hảo hơn trong mắt những người khác khi mà chúng ta tiếp cận với cái chuyên đề về kỹ năng thuyết trình. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong một ngày gần nhất.